Em nhìn đi, em nhìn kỹ em đi. À, từ trên xuống dưới em đâu có cái chi mà đáng tự hào đâu. Đó, răng là cái như cái bừa cào. À, còn cái đầu tóc mà nói thật sự, bây giờ phụ nữ mà dính cái trắng dồ đó, dặn 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 trắng bướm. À, rầu ngừ là cái lùng tịch lùng tẹo thôi. Đó, mà anh nói cũng là lời nói cũng tránh có một cái chi mà có một cái sự văn hóa hết trơn hết trọi. Vậy mà em lên làm không gian mạng, em lên làm không gian mạng dậy sóng mà ảnh hưởng đến là cái giá trị nhân văn của đạo đức của một người phụ nữ. Đấy. Một mình em thôi mà để tất cả thế giới nhìn vào người phụ nữ Việt Nam. À, một người đàn bà nó lẳng lơ trích nước thương thân. Đấy. Bây giờ em lên em không có một cái lời xin lỗi cộng đồng, mà em còn hỏi ngược lại cộng đồng em có lỗi chi trong câu chuyện này. Em kết nối tình duyên là do là cái nhu cầu của em, ai mà chẳng có nhu cầu, bộ nghĩ mình em biết rừng đực hả? Nhưng mà người ta nó thật sự người ta cũng có chút gọi là cái văn hóa. À, còn em nó thật sự nó rừng đực mà như nó thật sự mà như mấy con heo mọi, mà cái như là đến cái mùa phôi giống đó, à, mà không được bắt đầu là nhảy mà bứt chuồng luôn, rồi cái cà rừng cà tưng đó chạy xuống gặp ông Năm Sầu Riêng. Đó, sao kỳ vậy? Ông Năm Sầu Riêng ông cũng đâu phải là một người mà tử tế đàng hoàng để em vô đâu, đó không? Năm Sầu Riêng vẫn là Năm Sầu Riêng thôi, đánh chết cái nết vẫn còn. Một ông già mất nết lên không gian mạng nổ đấy, tự nhiên biết ông Năm Sầu Riêng đang ngồi gốc sầu riêng cưa bom, em không tránh ra mà em tham gia vào cái cuộc cưa bom ấm làm chi. À, khi mà tham gia cái vào vấn đề mà cưa bom cùng với anh Năm Sầu Riêng đó, thì em cũng phải xem lại bản thân của em đó, từ trước giờ trong quá khứ đến bây giờ, à, có cái gì nó đã tự hào tốt đẹp hay chưa. À, bây giờ mà lên mà kết hợp với anh Năm Sầu Riêng mà cái cưa bom kiểu ri thì cộng đồng mạng không chữ em thì cũng 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 lạ lắm mà nghe. Đấy, bà con thấy nó vô lý không quý vị? Đến bây giờ giải mà lên không gian mạng mà còn hỏi một câu gọi là cái như là ngây thơ lắm, vì sao chữ em dữ vậy? Đó. Trong khi đó em đâu có tội gì. Đó, cái tội của em mà nó thật sự bây giờ đó, riêng cái vấn đề mà để vì em mà cha mẹ em bây giờ phải tụt canxi hạ đường huyết, đấy là cái tội, đây là cái tội tội bất dung. Ai đâu mà lớn cỡ ri đâu, bây giờ cứ lên không gian mạng rửng ra rửng rực rồi đi tới nhà chồng thì cũng phải là có cha mẹ bậc phụ huynh đôi bên. Ai đâu mà cứ rửng ra rửng rực rồi cứ nghĩ mình có cái vốn tự có rồi cứ dục cho ai là dục, mà dục là thâu, dục ta dục lén thâu. Tự nhiên dục mà cái nói thật sự quý bà con, nó dục mà dục công khai lên không gian mạng luôn mới ghê. À, nó nói từ trước giờ, từ trước giờ em làm chuyện chi cái như là đâu có tai tiếng như cái chuyện ri đâu, sao so sánh được. Mấy cái chuyện mà trước kia em làm đó nó nhẹ nhàng, à, có nghĩa là chiều chiều cái tầm là cái chiều chiều mà khi mặt trời mà bắt đầu là xuống chân núi đó, là em dắt một cái ghe sắt ra gốc cây em ngồi, à, thì nó nhẹ nhàng, cái công việc em nó nhẹ nhàng. Còn bây giờ đó, bây giờ chỉ cần có YouTube tới là em đưa nguyên cái bản thân gọi là nuột nà của em á, à, một bản thân gọi là mở xa của em đó, em lên không gian mạng để mà em kể như là đấm đa đấm đạch. Bà con thấy không? Trời ơi, qua một đêm anh ở với ông Năm, sáng ngày sau là cổ làm gà làm bà thớ hiện bà chú ngay. Trời ơi, Năm ơi là Năm ơi, phải cái này nè, phải cái kia nè. Đó, rồi lên cộng đồng mạng anh tục nói phép. Đó. Người đàn bà chi mà không còn cái giá trị nào trơn trọi vậy. Ủa vậy mà cộng đồng mạng người ta cũng quá hiền anh chứ. Cái cộng đồng mạng đâu phải là một cái sân chơi để dành cho cái loại mà thối tha mất nết như em lên không gian mạng đâu đâu vắng. Cộng đồng mạng là một trong những sân chơi bổ ích, một trong những nơi để truyền tải thông tin, truyền tải những cái có văn hóa, có đạo đức. À, chứ ai đâu mà không gian mạng mà để cho cái loại em, cái vấn đề cộng đồng mạng mà chửi em những ngày vừa qua đó là người ta bảo rằng dùng độc trị độc, hiểu không? Đó, dùng độc trị độc, mà độc của em nó thật sự là, nó thật sự quý bà con, độc đây gọi là cái độc hổ chúa rồi, nó ghê quá, nó khủng khiếp quá đó. Không biết là ông Năm mấy ngày vừa qua rồi ông phun độc thế nào đấy, bây giờ con này nó lây luôn dính độc hổ chúa của Năm rồi đấy, cứ phùng mang trợn mắt rồi phun độc thôi. Bây giờ vậy mà lên không gian mạng không biết vì sao em bị chữ, lên không gian mạng mà còn hỏi một câu rất ngây thơ. À, bà con thấy nó vô lý không? Năm Sầu Riêng cũng đâu phải dạng dừa, mình thấy người ta vậy phải tránh xa ra, không chịu tránh xa.
không chịu tránh xa, không chịu một cái chi hết trơn trọi đó. Cái thấy năm sầu riêng đó là lết vô, thấy năm sầu riêng lết vô, vô để đọc cặp gốc sầu riêng ăn hả? Sầu riêng chưa đến mùa thu hoạch mà đã tính đến vấn đề là mình là bà chủ sầu riêng trong tương lai. Trời ơi là trời, biết đâu sống hôm nay là ông còn cái như là mò cua back up đó, chứ còn ngày mai là cái có hang cua tới là giao cho ông rồi, dễ chi mà cái như là ông còn nhìn ngó nữa hay không. Mà lên không gian mạng là chưa chi mà tính đường làm bà chủ. Là chạp ảnh một lần cuối, giải quyết cho xong. Dù mình không có duyên mà không nợ, mình là tình bạn đó, không có xấu cho nhau. Tôi cha bây giờ còn chi nữa mà nói em. Nếu nói xấu cho nhau là những cái mà cộng đồng mạng họ không biết thì mới nói xấu cho nhau. Bây giờ nói thật sự cộng đồng mạng cái chi người ta cũng môi ra hết trơn hết trọi rồi. Thậm chí mà nửa đêm nửa hôm đó mà dắt cái lựng mà đi xuống chỗ ông Năm đấy ở mà ở chui, người ta cũng biết rồi. Chiều chiều mà nàng ra bên ấy đó là nó thật sự là cái như là không phải như cái bài hát mà Hoa Cao Vườn Trầu. Cô này cứ chiều nàng ra bên ấy là nàng xách theo cái ghế xếp là xong đấy. À, xem như ngày đó nàng đi làm đấy. Đó, cái chuyện đấy mà người ta còn biết, cộng đồng mạng còn biết nữa thì cứ nghĩ rằng cộng đồng mạng là cái như là sao? Cộng đồng mạng là một trong những cái nơi chỉ cần rục rịch một cái là cộng đồng mạng biết hết. Đã biết mình là ai, biết mình ở cái phường nào tới. Bây giờ đã biết như vậy rồi thì thâu ta lên được đi. Thì bây giờ đã vậy thì ta xuống ta xin lỗi cộng đồng mạng một câu. Xin lỗi để mà trả lại đi những cái gì thuộc cái giá trị của người phụ nữ mà mình là bản thân phụ nữ đã làm mất đi. Để không xin lỗi mà lên còn hỏi giọng cha của người ta quý vị. Đã không? Tôi nói mấy cái thằng YouTube này nó cũng là quá trời quá đất cái chứ. Nó cũng phải biết là cái cô này nó thật sự thứ nhất là cô mù chữ, thứ hai nữa là cô này cũng là có cái tật gọi là đa dâm. Đấy. Rồi thấy năm sầu riêng là cũng là tỉ nghĩ là có của cho nên là cũng là tham lam. Đấy. Kết thuật nhiều cái là cô này nó thật sự cô tự đào hố cô chui. Đấy. Mấy ngày vừa qua là chui nó thật sự chui dính như là chỗ là dạng như cái sông Thị Nghè đâu. Đấy bây giờ ngấp đầu lên trời ơi ngừ ngộm chi mà nó thật sự. Nó đen xì mà nghe cái mùi nó thơi quét. Vậy mà lên không gian mạng còn tự hào. Trời ơi, tôi nó thật. Bây giờ tôi không có quen anh Năm nữa. Cái chi tôi với anh Năm cũng chia tay từ đây. Kết thúc từ đây. Bỏ tay ba chân quý bà con. Làm gì làm. Em sẽ bỏ tay ra cho anh. Kiếm một người mới. Cho cha không cần bà mở tay. Không cần bà mở tay. Có nghĩa là cái như là thứ hai theo lịch hẹn thứ hai là gặp nhau để mà có những cái lời gọi là ba mạch một lời để kết thúc mối tình này. Đó. Thì cái như là đêm hôm qua là anh Năm ảnh cũng đã chọt gậy đi chỗ khác rồi. Ảnh cũng gọi là đi gọi do thám cái mỏ khác rồi. Đó. Nghĩ sao mình còn buông tay cho anh để tìm hạnh phúc mới. Không cần mình buông tay. Đó. Không cần mình buông tay. Chỉ cần mình im lặng. Không chữ anh Năm, không kể là môi, kể như là cái từ đường anh Năm ra mình chữ là được rồi. Anh Năm chỉ cần nhiều đấy thôi. Không đánh dép vô mặt anh Năm là anh Năm cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc lắm rồi. Được không? Nghe anh Năm lên chữ chưa? Nghe anh Năm lên nói chưa? Chô cho con Văn nó vừa hôi vừa thúi mà nó vừa lùng. À, chơi sao chơi được cái con này? Vậy đó. À, đi nói người đàn bà khác là vậy đó. Mà anh ôm ấp con người ta mấy đêm rồi ra YouTube hỏi sao? Đấy, anh nói trời ơi kể như là như thở ban đầu lưu liếng ấy à. Vậy thâu cho tôi nói với bà con cỡ đây thâu chứ bây giờ bà đây bà nói bà buông tay ấy chị. Ông Năm là tự ông thoát khỏi vòng vây cái như là ông đi tìm người đàn bà khác chứ bây giờ lên mà thôi con ha. Lên cô này gỡ gạt có nghĩa là bây giờ những ngày vừa qua là cái uy tín cái danh dự nó mất nhiều quá rồi. Bây giờ lên gỡ gạt là chính cô là người buông tay à, chứ không phải là anh Năm à. Nhưng thật sự anh Năm ảnh cũng đã gọi là thoát khỏi vòng vây rồi. À, anh Năm chung là anh không chấp nhận là ở một trong cái sự mà kìm cạch của địch. À, gọi là anh phá vòng dây anh ra rồi. Đêm hôm anh cũng đi do thám những cái vị trí khác rồi. Chuẩn bị là xâm chiếm thực địa nữa rồi. Đấy. Mà tôi nói với con ông Năm cũng sức cũng dữ. À. À, hết cái miếng đất này tới miếng đất kia là anh cũng chọt gậy anh cánh dùi để vậy đó. Đó rồi đoạn chọn là cái như ai mà chỉ cần là rụt ra rụt rịch là anh rút dùi đi sang cái đất khác là anh tìm. Bà con thấy ghê không? Thì anh cũng kết thúc. Đến không đến thì cũng muốn nói một lần một. Cho mấy anh mấy chị trong nước mà được biết là cái đầu em có hứa vậy. Nhưng mà em sẽ làm đúng như cái lời em nói. Cái này mà sao là em làm đúng theo lời em nói?
cái này em không làm đúng theo lời em nói. À, có nghĩa là bây giờ đó thật sự em anh không trôi thì bây giờ em tự em nôn em nhả rồi, thật chứ đúng theo lời em nói thì coi như là em lại làm ngay từ đầu. À, trước khi mà cái thông tin 100 triệu mà nó xuất phát từ kênh YouTube ra kia, trời ơi làm cái gì em nói theo những gì em nói chi mà bây giờ em bất nhân vậy. À, rồi bách năm sầu riêng kêu cha mẹ em bằng ba bằng má rồi bây giờ sao thấy rào rồi bây giờ hỏi ba má mình bây giờ đường huyết còn cuộc hay không. À, tôi thấy là tội nhất là tội hai ông bà già này quý vị. Tự nhiên sinh con sinh cái ra cái như là nói thật sự muốn dựng vợ gả chồng, muốn chọn người nào kêu người đầu bằng chồng bằng vợ thì cũng phải thông qua kể như là cái lễ giáo gia đình chứ, cũng phải cho cha mẹ biết trước chứ. Ông nậu đưa cha mẹ vào thớ đã rầu. À, cứ ở đâu đấy rồi nửa đêm cái em dắt cái lận xuống em gặp anh Năm Sò Ren, rồi đêm đấy em giao lưu gọi là mò cua cả như là nhổ củ cải với nhau, rồi cái sáng ngày sau rồi dắt cái mạch gì ở đây là chồng của con, à, anh thấy gọi đây là cha là mẹ. Ông nậu ông Năm Sầu Riêng ông nhìn thấy mà mẹ của cô Văn này ông còn muốn cả như là thò tay vô gọi là cũng là bóc cái này ông móc cái kia đấy. Ông Năm Sầu Riêng đâu phải dạng dừa, cái dạng cũng là dạng mất nết chứ đâu phải dạng dừa vậy đó mà đặt cha mẹ mình vào thế đã rầu. À, đến bây giờ là lên không gian mạng không có một lời xin lỗi gửi đến bậc phụ huynh, không có một lời xin lỗi gửi đến cái là những người mà phụ nữ đồng giới. Đấy. Mà nghĩ sao bây giờ còn lên trách ngược cộng đồng. Tôi nói bây giờ nó thật sự mình giả sử mình là một trong những người vô học đó thì mình cũng phải nên có những cái mà phải nghe cộng đồng mạng nói cái gì, cộng đồng mạng đang nói những cái chi, người ta nói đúng hay nói sai, không xin lỗi luôn, cắn răng là chịu đựng không xin lỗi luôn. Trời ơi cái nghề của em bây giờ từ trước giờ em làm sao bây giờ cộng đồng mạng biết hết trơn hết trọi. Bạo quá, người ta làm là người ta làm kiến, còn mình là cái chiều cái giác cái đít ra với thêm một cái gossip ra gốc cây mà ngồi bẹo đấy thì nó thật sự người nào không biết. Đấy rồi 3 triệu qua đồ thì của một ông tài xế taxi đấy bây giờ trả ổng hay chưa. Đấy, bạn bè chi mà nó thật sự đi vay tiền. Mới vay tiền thì ông này thấy thì cũng tội, ông không cho vay, ông nói thôi bây giờ ấy thì ông cho mượn thôi cho vay cái chi. Nó mượn xong thì dớt 3 triệu của người ta gì. Đấy rồi cái như là ông tìm cô này là tìm không thấy đâu. Đó bắt đầu là cái như là đùng một cái là hôm nay thấy cô này lên không gian mạng tuyển chồng. À, bắt đầu là anh mới điện vào kênh chỗ anh Lâm, bắt đầu là anh chia sẻ anh tố giác. Và anh hứa rằng đó thứ hai mà chỉ cần thấy cô này đó là xuất hiện cái bản mạch ngay chỗ anh Năm Sầu Riêng thì anh sẽ dắt gậy anh tới anh đòi cho được 3 triệu. À, không lấy được tiền thì anh sẽ lấy một cái món vật món đồ nào đó để mà dìa để xem trừ lại. À, giá mà có áo thì lấy áo, mà không có áo thì anh lột quần. À, mà không có lột quần là anh cạo đầu cái như là gọi là nó trập lắp để bôi voi. Cái tội mà đi lừa gạt tiền của người ta rồi bây giờ lên không gian mạng để gọi là tiếng trầm. Bản thân của mình đâu có tôn trọng chồng đâu mà tiếng chồng. Đấy. Vậy đó. Là nghe thông tin đấy hay sao đó quý bà con. Bắt đầu là không dám chờ qua ngày thứ hai. À, bắt đầu là mới ngày Chủ nhật là rậm ra rậm rực ở điện kênh YouTube tới. Ờ tới đi để nói lời chia tay cho rồi. Chia tay từ đây, kết thúc yêu thương từ đây. Bó tay. Đấy, vậy bây giờ lên oan cái gì quý vị. Cổ ngồi bẹo ngay chỗ cái bàn số 18 là ngay ngồi một góc đó là chết nụi đó. Không đi đâu trở rồi. Bữa nay muốn lên nói em nhờ cái kênh của là anh Minh Tân. Ừ. Qua kênh nói lại muốn nói lên là bữa nay là lần cuối cùng của em. Là nó góp lại là em ra đường. Em rất là sợ. Vì sao em sợ? Do em lên không gian mạng em còn chảnh cha chảnh trẻ, em rồi đi kiện người này người kia. Em đi kiện đi. Đó. Em đi kiện lấy gì em kiện người ta? Em đúng hay sai? Đấy. Đã biết vậy rồi quý bà con, cái dạng tôi nói là cái dạng lì. À, cho nên tôi ghét nhất là cái kiểu mà vừa ngu mà còn vừa lì. À, thà ngu không lì thì còn có chữa đỡ trị được, còn kiểu mà vừa ngu vừa lì là cực kỳ khó trị. À, nói bên đây nó chọt qua bên kia, nói bên kia nó thấp qua bên nọ. À, như một con khỉ đột á. Nghĩ sao cái bản mạch của mình mà mang lên không gian mạng rồi. À, tôi sẽ kiện người này nè, tôi sẽ kiện người kia nè, tôi là người dân mua bán nè, biết người dân mua bán không nè, người dân mua bán đi tới đâu cũng đi nè. Thì bây giờ nói thật sự đã thấy rồi, người ta thấy mình đi rồi. À, có nghĩa là người ta thấy mình là dắt cái quần không mà chạy từ Đồng Tháp mà xuống tận cả như Cần Thơ để gặp anh Năm Sầu Riêng rồi. Người ta thấy rồi, đâu phải người ta không thấy đâu.
mà khoe cái gì. Đấy, tôi kiện mà đi tới đâu tôi cũng đi được này, vì tôi là người buôn bán này. Cuối cùng vô hình chung cái lôi tất cả các chị em mà buôn bán vô, buôn bán tùy theo ngành, buôn bán cũng tùy theo mặt hàng, buôn bán cũng tùy theo nơi theo chỗ. Còn mình buôn bán mà ông nậu ơi, mình buôn bán mà ngồi giữa cái ngã ba đường, ngồi giữa cái xác mình vô gốc cây trên một cái gơ sấp mà bây giờ cũng lên không gian mạng, trời ơi, tôi là người buôn bán cái cây, em buôn bán cái cây mà nói thật sự cái đây là gọi là cho thuê bất động sản chứ không phải là buôn bán quá vậy. Cái cô này gọi là cho thuê bất động sản một miếng đất vô cùng nhỏ mà có nhiều anh cái mạch thiệt to vào đấy để thuê. Bà con thấy kỳ, miếng đất chút kẹo à, miếng đất chút xíu à, đấy mà nhiều anh mang cái mạch thiệt to tới để thuê. Rồi đến bây giờ lên đó rồi người này kể như là nói thật sự chê miếng đất đây không khai thác tiềm năng đó, rồi người ta bỏ đi là thâu. Bây giờ mình nói thật sự thân phận của phụ nữ thì ta cũng phải biết là cái như là biết điểm dừng,